lòng hẹn ngào. Tình này over and over. From Greek, Greek, Bull, Family, yup, yup. This is Adol, right by my lady. Over and over, what, what? So, what? And I try so hard, goddamn. But something never changed. Mr. A, I gotta go. Let's go. Mưa giăng mưa rơi, lạnh cắm con tim chờ. Khóc thương cho bao ái oán trong bao đêm trường. Ngủ ngơ bao năm tháng qua mình anh với anh. Bước đi trong đêm nhỏ lệ hoen mi. Nhớ em nhiều hơn. I'm so cold, baby. Nhớ em. I'm a little crazy. Nhớ em. Bye bye my lady. Nhớ over and over. Nhớ em nhiều hơn. This night for my life. Nhớ em. Nothing in my eyes. Nhớ em. And I cry every night. Nhớ em. Thought I said goodbye. Không quên tình mình. Yes, yes. Riêng anh đôi với u hoài. Đắm chìm trong mệt nhoài. Bước nhanh qua phố dài. Tâm can chân sắc quá xa. Ngu ngơ với bao nhiêu khúc cả xa. Giấc mơ xưa của đôi ta đã trôi qua 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 qua. Nhớ mong chi tình yêu nơi đây vụ xa xa. Em yêu đi tình yêu cứ trôi trôi trôi. Nhớ mong thêm có tôi và tôi thôi thôi. Quên tình mình rồi. Ngày qua riêng anh niềm thương nhớ. Over thật rồi. Tình này trôi trong niềm nhớ mong. Không lẽ nhạt nhòa. Mình anh cô đơn niềm băng giá. Trong lòng nghẹn ngào. Tình này over and over. Mr. A đã stop 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 stop. Đêm cứ trôi trong bao ái oán bồn bề. Ôi bao bồn bề. Đêm cứ lang thang có riêng tôi nào nè. Có riêng nào nè. Quay lưng đi chẳng cho tôi một lời. Có đâu một lời. Riêng chỉ tôi thôi với vết đau đớn côi. Vết đau đớn côi. Vết đau đớn côi. Vết đau đớn côi. Ôi ôi ôi. Vâng, và như vậy chúng ta sẽ đến với trận đấu lượt đi giữa đội viên 1 tỷ đô và Dũng Phạm. Trận bán kết 2. Đây là trận đối đầu giữa Manchester United và Manchester City, cuộc derby thành Manchester. ABC 123 tức Dũng Phạm là huấn luyện viên nổi tiếng với lối đá tạt cánh đánh đầu. Wayne Rooney, Mata tạt cánh vào trong. David Silva rất khéo léo, bên đường truyền của Silva không thành công, tuy nhiên bóng vẫn đến chân của Sterling. Rodrigo và tấn công trung lộ hiếm hoi của Manchester City dưới thời huấn luyện viên Dũng Phạm. Yaya Touré, Fernandinho, Manchester United. Vâng, và như vậy đã có một pha phạm lỗi của cầu thủ Manchester City. Yaya Touré Sergio Aguero tắc cánh vào trong. Đúng bài, đúng phong cách của mình. Tuy nhiên thì các tiền đạo Manchester City vẫn chưa có cơ hội dứt điểm. Rất đáng tiếc, cú dứt điểm cận thành của Kun Aguero đã không thể chiến thắng được kia. Còn đi Silva, cơ hội tỷ số là 1-0 cho Manchester City. Bàn thắng mở tỷ số sau một loạt các pha hãm thành của đội bóng áo xanh. Pha xử lý cực kỳ dị nhân của cái chân trái đến từ David Silva. Và cú dứt điểm bằng chân phải đã làm ngỡ ngàng người đồng hương được kia trong khung gỗ của Manchester United, mang về bàn thắng mở tỷ số cho đội bóng áo xanh. Mikel Carrick, Di Maria một cú chip shot nhưng thì không thể chiến thắng được thủ thành số 30 bên phía Manchester City. Bóng vẫn trong chân của Ali Chang. Một pha phạm lỗi rồi. Đứng trước bóng lúc này là Di Maria. Bóng được chuyền sang Juan Mata. Rất đông cầu thủ áo xanh ở phòng cấm địa. Và phản công cho đội Manchester City. Rodrigo. Oni. Sterling. Fernandinho. Ở giải đấu lần này thì các huấn luyện viên rất ưa chuộng đội hình có 4 tiền đạo. Rodrigo. Một pha truy cản hợp lý của Finzone.
nhưng thì vẫn có một pha phạt góc dành cho các cầu thủ Man City. Đánh đầu. Lần này thì thiết đầu công của Dũng Phạm chưa được phát huy tối đa. Khi mà những miếng đá cú tập cánh đầu của ABC123 vẫn chưa được các tiền đạo của họ thực hiện một cách nhuần nhuyễn nhất. Và bàn thắng lại đến từ một pha tấn công trung lộ của David Silva. Bóng vẫn trong chân của Aguero tắt cánh, và lần này là một pha, vâng, có thể nói một pha đảo trụ vô lê của David Silva, nhưng bóng lại đi chạy cầu dọc. Andy Young bóng vẫn trong chân đội bóng đỏ. Bây giờ Rooney đã bị phạm lỗi, một pha đá phân nhanh, bóng đá chuyển cho Carrick. Mata, Andy Young, tiền đạo số 18 của Manchester City đạp cánh vào trong. Rất đáng tiếc Wayne Rooney không cướp được bóng trên vừa rồi. Và bây giờ là Kun. Quá đông cầu thủ áo đỏ, Kun đành phải chờ các đồng đội của mình để tìm sự hỗ trợ. Sterling, vâng, tôi chắc chắn là một quả tạt cánh rồi, một pha lao đầu và đánh đầu, nhưng đội kia đã xuất sắc cản phá ông thầy U rồi. Ronaldinho, thế trận đang nghiêng hẳn về phía City. Dzeko liên tiếp những pha hãm thành của đội bóng xanh. Schneiderlin phản công cho áo đỏ. Mata, Antichang. Trong những trận đấu mà Manchester City gặp Manchester United khiến khán giả tưởng tượng như đang xem chương trình vườn cổ tích của những năm 1990, khi mà có hai đội, đó là đội xanh và đội đỏ. Mikel Carrick, một cú dứt điểm rất may, đó là Yaya Toure đã có mặt kịp thời, nếu không thì có thể bóng đã găm vào lưới của thủ thành bên phía Manchester City rồi. Còn Mata, đội đỏ đang có bóng, cầm bóng là Chris Smalling, đánh đầu Caballero. Các thủ thành bên phía City đã tóm gọn được bóng cho cú đánh đầu của các tiền đạo United. Sterling phản công cho Manchester City, một quả tạt cánh rất hay. Nên thì Sterling và như vậy thì hiệp một trận đấu tạm kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về các đội bóng City, đội bóng áo xanh của Dũng Phạm. Ta sẽ đến với những diễn biến của hiệp 2. Kết thúc là cái tên đầu tiên của trận chung kết giải POV League Legends. Và có thể ABC123 sẽ là cái tên thứ hai trong trận chung kết này. Vâng, và một cú dứt điểm tiếp của Silva, nhưng De Gea một lần nữa đang chứng tỏ mình là thủ thành số 1 của thành Manchester. Thì ra trận đấu này thi đấu rất hay, anh rất hiệu quả trong những cú sút cũng như những đường truyền cực kỳ khó chịu. Chân trái ma thuật của Silva đang làm mưa làm gió trước những cầu thủ áo đỏ. Và bây giờ là phản công cho Manchester United. Wayne Rooney, đối mặt với anh là Malaga. Kompany cũng lao vào rồi, một quả ném biên. Mikel Carrick, Nalin rất điểm chăng? Không phải là một cú rút ra mà anh quyết định chuyển cho Alin chăng. Bây giờ là phản công cho City. Bonny, Silva trước mặt là De Zico đang chạy chỗ rất thoáng, nhưng bóng đã được trả về cho Sergio Ramos. Chấp nhận Agudio, một cú chip shot cực kỳ kỹ thuật, tỷ số là 2-0. Trên sân nhà Manchester City đã có hai bàn thắng ở lượt đi. Nếu không có bàn thắng nào được gỡ cho đội bóng đỏ thì lượt về sẽ cực kỳ khó khăn cho Manchester United. De Zico, tuy nhiên thì City vẫn chưa muốn dừng ở đó. Sterling
rất chậm rãi và chính xác. Sterling quyết định đi bóng ra biên và một quả tạt cánh trong rất chuẩn xác. Một cú dứt điểm của Dzeko, lại là một pha phạt góc. Dứt điểm không được. Ali Chang. Một ABC 123. Có một cú dứt điểm tiếp theo. Được kia là người chiến thắng. Đặc trưng cho những pha đánh đầu là lối đá của huấn luyện viên ABC 123. Nếu các bạn có thể tìm trong group có một bài hướng dẫn về các vị trí tạt cánh những pha đánh đầu các hiệu quả nhất của huấn luyện viên ABC đang biên soạn cho toàn thể anh em của group. Nếu ai muốn đi theo con đường thiết đầu công thì có thể tìm bí kíp có công được đăng tải trên group của huấn luyện viên ABC. Và bây giờ là phản công cho Manta, bóng vẫn trong chân Manta nhưng thì góc sút đã bị bó hẹp lại rồi. Cú quăng trái vừa rồi của Alijang là quá nhẹ. David Silva đang có bóng. Fernandinho, bóng nhồi xuống cho Dzeko. Yaya Toure bên trái rất thoáng cho Sterling. Chắc chắn là một quả tạt cánh rồi. Đánh đầu không được. Dzeko với thể hình cực kỳ cao to của mình đang làm khổ sở các hậu vệ bên phía đỏ. Yaya Toure, David Silva, Fernandinho. Đánh đầu. Vâng, bóng đã tung người thủ thành đầu tiên, tuy nhiên thì trọng tài xác định đây là một pha chạm tay. Lần sau thì có lẽ tiền đạo bên phía City nên cất cái tay ở nhà. Berlin. Kerek. Manchester United đang cố gắng tìm kiếm một chút gì đó lợi thế cho mình ở trận lượt về. Kerek. Mata. Rất hay và đập nhả tương đối tốt. Và một cú đá phạt ở ngay sát vòng 16m50 với chiếc bóng đang là Di Maria. Không, người được tin tưởng thực hiện cú đá phạt này là Wayne Rooney. Một cú dứt điểm luôn. Không thành công. Di Maria. Rất đông cầu thủ áo xanh ở trong vòng 16m50. Cực kỳ khó cho United trong pha bóng này. Sterling. Kerik bên trong không có kéo đỏ nào cả. Bóng được trả ngược ra cho Maria. Ở ngoài là Mata, quăng trái. Không được, không đánh bại được thủ môn Cavalero. Bóng được ném lên cho Sterling. Boni. Yaya Toure. Dzeko. Vâng, và như vậy thì tiền đạo số 10 phía Citizen đã lâm vào thế bị vịnh. Và xuất phát hơi sớm của tiền đạo này, Bosnia. Pinzon. Di Maria. Một pha bóng cực kỳ cẩn thận của Boni. Một quyết định phá bóng ra biên trong tiếng vừa rồi. Kendrick. Menoroni. Nandolin. Rất hay. Mata. Không được. Boni là người đã có mặt kịp thời trong tình huống cản phá đường truyền của Juan Mata. Và bây giờ là Sergio Aguirre. Trước sự truy cản rất rát của Smalling thì Aguirre đã để bóng đi ra hết đường biên. Và bây giờ đến lượt đội bóng áo đỏ. Thời gian bù giờ của trận đấu này chỉ là 2 phút. Một pha ném biên có lẽ sau tình huống này cũng sẽ là tình huống kết thúc trận đấu. Wayne Rooney. Smalling. Carrick không có cửa để sút rồi. Vâng, và đúng như vậy, bây giờ bóng đang đến chân của City. Sterling. Vâng, và như vậy thì trận đấu lượt đi của trận bán kết 2 giữa hai câu lạc bộ Manchester United và Manchester City đã kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về ABC 123 cùng các học trò của thành Manchester City. Ta sẽ chờ trong giây lát để đến với trận đấu bán kết lượt về
trận derby thành Manchester. Lần này nếu mà bạn nào muốn tham gia group thì có thể bấm vào cái POV6 group ở dưới để tham gia group và được hướng dẫn các game PS6 online. Lại chờ một giây lát để đến với trận lượt về, trận bán kết lượt về giữa hai huấn luyện viên 1 tỷ đô và ABC. Mời bạn. Mày chưa? Hai trận nữa. Vâng, và như vậy thì chúng ta sẽ đến với những diễn biến của lượt về trận bán kết 2 giữa hai đội Manchester. Ở lượt đi thì ABC 123 với các học trò Manchester City của mình đã tạm thời dẫn trước với tỷ số 2-0. Và lượt về này sẽ là cực kỳ khó khăn cho cầu thủ Manchester United, Wayne Rooney. Tuy nhiên thì thắng không kêu bại không nản. Manchester United đang cố gắng để có thể lật ngược thế cờ, mặc dù sẽ rất khó khăn. Họ đang dồn lên tấn công ngay từ những phút đầu tiên. Etiquette Mata đã có một pha ném biên cho đội bóng áo đỏ. Zeko hay và chuyền bóng cực kỳ hay của Zeko cho Jesus Navas. Tiền đạo này chạy như gắn motor vào mông. Tuy nhiên thì cú đạp cánh cuối cùng của Jesus Navas không đến được cái đầu nào của những người đồng đội bên phía City. Không hề bị vị. Henry Quest không. Tuy nhiên thì sự pha truy cản vừa rồi của Kompany đã bị trọng tài cho là một pha phạm lỗi. Schweinsteiger không được. Silva đã lùi về rất sâu. À, đã có mặt kịp thời trong tình huống rồi. Sanderlin liên tiếp là những pha phạm lỗi của đội bóng áo xanh. Van Quét dẫn đầu dài. David Silva
rất khó hiểu. Mishima đã để mất bóng tình huống này. Cơ hội cho Manchester United. Bóng nảy ra, tuy nhiên thì không có một cầu thủ nào bên phía United lao vào để đá bồi. Bây giờ là cơ hội cho City. Bonny, một đường truyền hơi có phần cầu thả của Bonny cho Dzeko ở phía trên. ABC 123 đã chỉ đạo cho học trò mình thi đấu khá rắn trong trận đấu hôm nay. Dzeko, Bonny rất nhanh, những pha đập nhà cực kỳ nhanh. Tuy nhiên thì với tốc độ như vậy thì không thể tránh khỏi những sai sót. Và bây giờ là United phản công. Nhanh lên quét Spectacle. Lại là một pha phạm lỗi nữa. Phải đến 4 năm quả phạm lỗi rồi. Với Dan Rooney. Không được. Dzeko. Và gót hồng. Mở bia rất hay. Dzeko. Đối mặt với thủ môn. Một cú dứt điểm. Một pha phạt góc dành cho Manchester City. Tăng cánh đánh đầu không thành công. Đến 5 cái bóng áo xanh ở nhà, tuy nhiên chỉ có 3 cái áo đỏ. Cực kỳ khó cho Manchester United. David Silva. Tất thay Sterling. Đánh đầu, một pha áo đỏ đánh đầu rất thương manh của Bonny. Nên thì bóng lại đi trên cầu dọc. Thủ thành Vandes, Victor Vandes là thủ môn được bắt chính trong trận đấu ngày hôm nay. Đất này, Amata. Tuy nhiên thì đường truyền của Manzata vào trong cho các đồng đội của mình là không hề chính xác một tí nào cả. Sepco Agudeo. Anh truyền ngược lại cho Bonny. Ganinho, đất này. Kun. Bonny. Không được. Còn đẹp đã lao ra rất kịp thời. Dẫn đầu dài. Bóng vào trong chân của thủ City. Cơ hội dứt điểm. Không được. Tập cánh. Dứt điểm vào, tỷ số là 1-0. Tổng tỷ số của hai lượt trận lúc này đang là 3-0 cho Manchester City rồi. Như vậy thì có lẽ là dấu chấm hết đã đặt xuống cho cầu thủ Manchester United với việc để thủng lưới đến 3 bàn và 1 bàn trên sân khách, trên sân nhà như thế này thì để có thể đi tiếp, United cần phải ghi đến 4 bàn trận đấu hôm nay và không được để thua thêm bàn nào nữa. Mata. Thêm một thông tin nữa thì Manchester City với sự dẫn dắt của huấn luyện viên Dũng Phạm, huấn luyện viên này chỉ đá bằng bàn phím chứ không phải đá bằng tay cầm. Pha xử lý của Dũng Phạm cực kỳ khéo. Hiệp 1 của trận đấu đã tạm thời kết thúc với tỷ số 0-1. Nhưng về Manchester City, tổng tỷ số của hai lượt trận đang là 3-0. Nếu như trẻ trung thêm một chút nữa, chuyển sang bộ môn FIFA 23 thì có lẽ ABC 123 đã có thể tham gia thi đấu quốc tế rồi. Tuy nhiên thì United vẫn chưa dừng lại, họ vẫn muốn có một cái gì đó để lại ở trận bán kết này chứ không phải là thua tức tưởi như vậy. Cổ vũ của các khán giả trên sân đang diễn ra rất là nồng nhiệt. Tiếng trống gõ liên tục. Bonny dứt điểm, bóng đập cầu dọc, quá đáng tiếc. Ở cả hai trận ở trận bán kết một thì hai đội thi đấu rất cẩn thận, hàng thủ cực kỳ chắc chắn và tỷ số chỉ là 1-0. Tuy nhiên thì ở trận bán kết 2 thì tổng tỷ số lúc này đã là 3-0 rồi. Một cú dứt điểm của Zanoza, tuy nhiên thì Cavalero đã tóm gọn được.
Oni rất hay. Fernandinho Zeko cực kỳ thoáng, rất điểm. Cú sút đã đi chệch khung thành quá xa. Chinzon không được, chuyền bóng Schweinsteiger là không tốt, phản công cho City. Zico đang đứng ở thế vị rồi. Fernandinho rất hay. Zico và đá số của Zico không được, không đẩy bóng quá dài của tiền đạo số 10, không làm khó được Van Dijk. Bây giờ là phản công cho United. Bây giờ Rooney đã nụ dài đối mặt với thủ môn, bóng chuyển ngang ra và tỷ số là 1-1 trong trận lượt này. Người ghi bàn là Handy Quest. Tổng tỷ số của hai lượt trận lúc này đang là 3-1, đã nghiêng về Manchester City. Liệu Manchester United có thể ghi được 4 bàn thắng ở 30 phút cuối trận đấu ngày hôm nay không? 20 phút cuối trận đấu ngày hôm nay không? Điều thần kỳ rất có thể xảy ra nếu như Manchester may mắn. Một pha chọc khe xuống rất hay cho Mata. Có vẻ như là Manchester United đang lấy lại được tinh thần sau bàn thắng nước vào vừa rồi. Schweinsteiger, đường rất đông cầu thủ áo xanh ở trong vòng 16m50. Một cú dứt điểm từ xa của Wayne Rooney không thành công, đó là Caballero. Thủ thành bên phía City đang thi đấu rất bình tĩnh, mặc dù đã để thủng lưới nhưng thì họ còn đến hai bàn vốn nữa. Đất tay Zeko không được, một pha xỉa mũi dày của tiền đạo số 10 bên phía City rất nhanh nhưng không thể chiến thắng được thủ thành Van Dijk. Navas tạt cánh không đánh đầu được. Rất đông các cầu thủ đỏ đang ở phần sân nhà của mình. Jesus Navas tạt tiếp, lại không thể chiến thắng được Valencia. Schneiderlin, Juan Mata phản công cho đội bóng đỏ và trồng biên rất hay. Bên trong đang có một cầu thủ áo đỏ rất kèo, đó là Juan Mata. Bóng được trả ngược ra, Wayne Rooney đánh đầu, bóng trúng điểm nối cột dọc vào sàng ngang. Wayne Rooney đã giật mình trong tình huống rồi. Nếu như đó là một pha dứt điểm bằng chân thì có lẽ thủ thành Calareno đã phải vào lưới nhận bóng rồi. Fernandinho trồng biên, Jesus Navas tạt cánh rồi, không được. Hậu vệ của Manchester United đang thi đấu rất tập trung trước những pha bóng bổng sở trường của ABC 123. Trong trận đấu trước thì Manchester City không có một bàn thắng nào được ghi bằng đầu, cho thấy là sự tìm hiểu về đối thủ của mình của 1 tỷ đô đã phần nào khả giải hóa được thế mạnh lớn nhất của ABC 123. Nhưng thì anh lại bị chính sở đoàn của ABC 123 hạ gục bằng những pha bóng trung lộ. Và suýt chút nữa thì một lần nữa thủ thành Van Dijk phải vào lưới nhận bóng trong trận đấu hôm nay. Zeko vẫn còn, thăng bằng của Zeko là cực kỳ tốt. Bóng vẫn trong chân cầu thủ Manchester City. Bonny tạt cánh vào rồi, vẫn không đánh được đầu. Sở trường của ABC đang bị... Vâng, và như vậy thì trong trận đấu này đã kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Tuy nhiên thì huấn luyện viên được vào chung kết với Facebook, đó là Dũng Phạm. Thank you.